Hai, xin chào tất cả anh em nha. Theo yêu cầu của rất là nhiều anh em gần xa thì có nhờ mình làm một cái video về tất cả các cái máy ở trong cửa hàng ha. Yêu cầu đó thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em ha. Trên màn hình của mình là chiếc F80 này. F80 thì giai đoạn tầm này thì nó hơn 250 rồi ha. F80 khá là đẹp ha. Xài cả biệt nha. Đây là chiếc 8020 ha. Cái này cũng mới về luôn. Máy thì rất là xịn sò đó. 8020. Đây là chiếc TK29 ha. TK29 cái này có cabin là máy lạnh nha. Cái này thì nó dùng cơ rồi nè. Còn trên màn hình của mình đó là ba chiếc liên tục, một chiếc F50 này, một chiếc Sura 70 và một chiếc Isuzu 9000 này. Sura 70 rất là mới nha. V70 này. Đây là chiếc Isuzu 9000. 9000 thì giá tại thời điểm này thì nằm tầm khoảng 256 anh em nha. Đây, chiếc F50 này. F50 rất là đẹp. F50 thì nằm tầm khoảng cỡ 190 triệu anh em. F50 nha. Đây là mấy xe bên trong cửa hàng ha, khá là nhiều rồi ha. Bên cạnh mình đây là chiếc 337 này, rất là xinh này. Chiếc GL33 rất là đẹp. Chiếc ESP 8002. Còn cái đường bên này đây. Này thì chiếc rất là xuất sắc là chiếc 417 này. Chiếc 725 ha. 725 thì giá thời điểm này nó nằm cũng tầm 250, 725 rất là đẹp nha. 725 chiếc này thì rất là long lanh nè. Hôm nào mình sẽ làm cái video về chiếc này. Rất là ok rồi. Rất là mới ha. 725 rất là đẹp. Là chiếc 9510 này. 9510 này máy rất là VIP ha. Còn bên này là chiếc MT52 này. Đây là chiếc 6340 nha, còn có pin nha. 6340 này. Chiếc 885 anh em ha. 885 này. Đây là chiếc F60D. F60D rất là xuất sắc. Đó mà 40 có cabin ha. Hai hai cộng một hai cầu ha. DT nè. Toàn cảnh chiếc F60 đây anh em, nó có đẹp ha. 60 rất là chất nha. Chiếc F60 này thì đã được bán ra với giá loan quanh mức 190 triệu ha. Cabin rất là đẹp. Bên góc này là chiếc 725 ha. 725 chiếc này cũng khá là VIP đây. 725 chiếc này thì nó không có pin nha. Rất đẹp. Cạnh mình đây là chiếc V80 này. V80 rất là đẹp. Chiếc 325 ha. Rất là nhiều xe ha. Isuzu 325. Đây là chiếc Isuzu 5003 này, có cabin này. Cái này mới về đang bắt đồ ha. Bên cạnh mình là chiếc 275 ha. 275. 25 thì giá bữa nay nó cũng lên quanh mất 100 triệu rồi anh em ha. Là chiếc đẹp hơn chiếc 317 này. Bên trên này là chiếc 265 nha. 265 này. Toyota 2000 2402 này. Đây là Yamaha 3110 này.
2202 nè, 2202, 2201 nè, 2601 nè, chiếc 7010 ha. 7010 thì giờ cũng tầm hơn 200 rồi em ha. Bên cạnh mình đây là chiếc 325 này, 325, 325 này đẹp, rất là đẹp ha. Đẹp cơ luôn nha. Này thì nó có máy che ha. Là chiếc Ford ha, Ford này thì có bán giá là 170 triệu này, Ford 2070 này, đây mới về mình chưa làm video ha. Anh kia là chiếc 450 này, 450 này ha, 450 bên cơ, đây là 450 này. Và bên dưới mình đây là chiếc dưới bên đây là chiếc 5010 này, 5010 là Husky 5010 ha, 5010 rất là đẹp. Này thì nó xài máy che luôn ha. Husky 5010 nha. Bên cạnh mình đây là chiếc Isuzu 270 nè, 270 nè. Bên cạnh mình đây là một chiếc game 48 ha, Isuzu 408 nè, cabin cái này thì mới về đang bắt đồ lên nè, Isuzu 408 nè. Rồi phía sau mình đây là chiếc Kubota 1500 này, Kubota 295 này, 295 này được giá bán ra giá 142 triệu thôi, 295 khá là đẹp đây ha. Bãi phía sau này thì sới ha, sới thì cũng rất là nhiều, những cái sới lớn này, sới sọ lớn này, sới Husky này khá là nhiều ha, Husky rất là khá là nhiều sọ lớn này. Anh em nào có nhu cầu về sới thì liên hệ ha, sới sọ lớn cũng rất là nhiều, những cái sới sọ lớn cũng rất là đẹp này. Bên cạnh mình đây là chiếc 357 này, cabin này mới về này ha, rất là đẹp ha. Chiếc này chiếc 7020 ha, chiếc này mới về luôn nè, chiếc này 8010 mới về đang bắt đồ lại nè. Bên cạnh đây là chiếc 725 nè, 725 chiếc này cũng mới về luôn nè. Bên dưới mình đây là chiếc 8020 ha, chiếc này đang bắt đồ lại ha, chiếc này chiếc 318 này, Isuzu 318 mới về nè. Còn kia là hệ thống những cái gầu xúc rồi ha, anh em là có nhu cầu thì liên lạc nha. Ok, chào, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Em là có nhu cầu về những chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ máy cày Vinh Quang ha. Kỳ 357 rất là đẹp ha.